Đến giờ rồi, xây dựng hồ cá thôi nào các anh em ơi. Múc đá lên xe bé nào. Chúng ta cần dọn sạch đống đá này, sau đó sẽ xây một cái hồ cá đây nha các bạn. Đến lên nào. Trời bỏ múc đá hôm nay là việc rất là tốt luôn. Múc đá rất là nhanh luôn nha các bạn. Rồi nhanh lên nào. Ok. Chán quá, bán từ sáng tới giờ mà không có thấy ai tới mua hồ cá hết, đói bụng quá đi. Bây giờ kiếm cái gì ăn coi. Đây là những cái món đồ ăn của mình. Cái này là kẹo bản chất của hồ. Còn đây là gì đây? À, cây gà quay. Cái cây gà quay này ra ăn thôi. Rất là thơm luôn. Wow, trời ơi dài quá nè. Thơm gì đâu luôn á nha. Ăn miếng coi. Nhâm nhâm nhâm. Wow, cây gà quay này rất là ngon, rất là cay luôn. Ăn hết luôn nào. Nhâm nhâm. Wow, ngon quá ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn cái gì nữa đây? À, ở đây có mì. Xé cái bịch mì này ra coi. Wow, rất là nhiều mì luôn. Đây nè, mì này thơm quá đi. Ăn miếng coi, nhanh 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 nhanh. Wow, mì này dẻo dẻo ngọt ngọt, ăn rất là ngon luôn. Ăn hết thôi nào, nhanh nhanh nhanh. Wow, ngon quá. Ai mua hồ cá không? Ai mua hồ cá không? Bây giờ anh sẽ lấy xe trộn bê tông này đi mua hồ cá nha các em. Các em ở nhà làm việc nha, anh đi mua hồ cá ra. Đi mua hồ cá về nhà làm hồ cá thôi. Đi mua hồ cá thôi. Siêu nhân nhận ơi, siêu nhân nhận ơi. Oh, hello, xin chào đời hút. Bạn qua đây mua hồ cá hả? Ừ, đúng rồi. Bạn bán cho mình cái hồ cá đi. Ồ, ở đây mình có hai loại hồ, bạn muốn mua loại hồ nào? Đâu, bạn cho mình xem đi. Đây đây, bạn đi qua đây với mình. Đây á, là cái hồ thấp nè ha. Còn bên đây á, là cái hồ cao. Bạn thích mua hồ thấp hay hồ cao? À, bạn bán cho mình cái hồ thấp đi. Được rồi, chờ mình xíu để mình dọn cái món đồ ăn này qua bên đây. Đây là những cái món đồ ăn của mình á, mình sẽ dọn qua bên này. Rồi, ok, mình đã dọn xong rồi đó, bạn lấy cái hồ này ha. Mình lấy cái hồ này. Wow, bạn có nhiều đồ ăn quá à. Bạn cho mình ăn miếng được không? Được rồi, bạn thích ăn nào á, bạn lấy ăn đi. Wow, đồ ăn nhiều dữ vậy ta. Mình thích kẹo chót của hộ nè, bạn cho mình cái kẹo chót của hộ này nha. Wow, cái kẹo chót của hộ này ngon nha, để mình xé ra ăn thử coi. Mới mở ra thôi là nghe thơm rồi. Wow, trong này có gì nhiều vậy ạ? Oh, wow, hình như đây là kẹo nổ chót của hộ. Có cả đồ chơi nữa. Một bạn thỏ dễ thương quá. Đâu, xé cái kẹo chót của hộ ra coi. Wow, rất là nhiều luôn nè, giống như là đường vậy đó. Rồi, đổ vô miệng mình nè. Kẹo nổ vui quá siêu nhân nhện ơi. Thôi được rồi, bây giờ mình phải đi về nhà đây siêu nhân nhện ơi, trả tiền bạn em. Tiếng tiền à, chào tạm biệt là hốt nha. Thôi mình đi về đây. Mua được cái hồ cá rồi, cái hồ cá to quá đi. Tới nhà rồi, lấy cái hồ cá xuống. Có hồ cá rồi, bây giờ mình sẽ đổ nước vô trong hồ cá. Wow, nước nhiều quá đi. Rồi, ok, nhiêu đây á là đủ nước để mình nuôi cá rồi. Bây giờ mình sẽ đi mua cá về thả vô trong hồ cá này. Đi mua cá thôi nào các bạn ơi. Đi mua cá về thả vô hồ cá thôi. Xin chào đồ hút, bạn qua đây mua cá hả? Ừ đúng rồi, mình qua đây mua cá đó. Bạn bán cho mình mấy con cá đi. Được rồi, bạn vô bạn lựa đi. Lựa con nào rồi mình bắt cho bạn con đó nha. Ừ, để mình vô mình lựa coi. Wow, mấy con cá này khỏe và đẹp dữ vậy ta. Mình rất là thích mấy con cá này luôn á nha. Bạn bán cho mình hết 3 con cá này luôn đi. Được rồi, bạn chờ mình xíu để mình vớt cá cho bạn nha. Đầu tiên á, mình sẽ múc nước cho lên trên xe. Xe này á, là sẽ chở cá tới nhà cho bạn nha. Rồi, nước nhiều rồi đó. Ok, bây giờ á, mình sẽ lấy cây vợt này nè. Mình sẽ vớt cá cho bạn. Đây, mình sẽ vớt bạn cá này nha. Một bạn nè, đó bạn thấy cá này khỏe đẹp chưa. Rồi, cho vô trong xe. Rồi, một bạn cá. Tiếp theo, thêm hai bạn cá này nữa nha. Rồi,
Đó, những bạn cá này rất là khỏe luôn. Đó, rồi còn một bạn cá nữa. Rồi, xong. Ok. Wow, cá đẹp quá, cảm ơn bạn nha. Thôi mình đi về nhà trước đây, bạn nhớ giao cá qua cho mình nhanh lẹ nha. Bạn cứ về nhà đi, xe Ben Bully sẽ giao cá qua cho bạn. Ok, mình đi về nhà trước đây. Muscle ơi, ở nhà chơi chán quá à. Bây giờ chúng ta đi qua nhà anh The Hốt chơi đi. Nhà anh The Hốt có gì không mà qua đó chơi? Có, mình nghe nói anh The Hốt mới xây dựng một cái hồ cá rất là đẹp luôn. Bây giờ chúng ta qua đó tham quan đi. Wow, đã quá vậy. Bây giờ chúng ta qua nhà anh The Hốt tham quan hồ cá đi các bạn. Bây giờ chúng ta đi thôi nào. Đi tham quan hồ cá thôi nào. Đi tham quan hồ cá thôi. Rồi, đã đến nơi rồi, đổ cá vô thôi nào. Wow, những bạn cá này bơi nhìn đẹp chưa nè. Đã đến hồ cá của anh The Hút rồi, xuống tham quan thôi nào các bạn ơi. Hello, chào những bạn chó cứu hộ, các em qua đây xem hồ cá của anh hả? Dạ đúng rồi anh, tụi em qua đây tham quan hồ cá của anh đó. Muốn tham quan hồ cá của anh á là phải có tiền đó nha, một vé là 10.000 á, các em có không? Dạ có nè, em trả tiền anh nè. Tinh 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 tinh. Được rồi, vậy bây giờ tụi em vô tham quan hồ cá của anh đi. Wow, những bạn cá này nhìn dễ thương quá đi. Tới mình cũng vào chơi với những bạn cá này luôn. Những bạn cá này dễ thương quá đi. À, chờ mình với, mình cũng muốn vô coi nữa. Wow, những bạn cá này nhìn đẹp quá à. Wow, cá ơi, cá ơi, cá ơi. Cá lại đây bơi với mình đi. Mình là Sky nè. Hello, xin chào mấy bạn nha. Mấy bạn tên gì vậy? Các em thấy hồ cá của anh có đẹp hay không? Dạ rất là đẹp luôn anh The Hút ơi. Rồi tụi em chơi đi nha, tụi em có 5 phút đó nha. Hết 5 phút là tụi em phải đi ra khỏi hồ cá của anh đó. Dạ. Wow, đã quá, đã quá. Chơi trò chơi bắt cá thôi. Wow, bắt được một con rùa nè. Tiếp theo, wow, có thêm một con rùa nữa. Rất là đẹp luôn. Wow, một con cá này màu gì vậy hả các bạn? À đúng rồi, con cá này màu vàng, rất là đẹp luôn nha. Tiếp theo. Úi trời ơi, trong hồ cá của mình có một con khủng long luôn. Thiệt là mắc cười quá đi. Chơi nãy giờ chán quá. Thôi, đói bụng quá, lấy đồ ăn ra ăn thôi. Đây là hũ kẹo bình sữa của mình. Hũ kẹo bình sữa này ra ăn thôi. Trong này có rất là nhiều kẹo luôn. Đó, rất là nhiều màu luôn. Nhâm nhầm nhâm nhầm. Wow, kẹo ngon quá đi, kẹo ngon quá đi. Wow, hôm nay tham quan hồ cá của anh được hút thì là vui quá đi. Ủa, cái gì? Mấy bạn chó cứu hộ vừa đi tham quan hồ cá của anh được hút hả? Wow, anh The Hút có một cái hồ cá. Được rồi, để bây giờ mình sẽ đi qua nhà anh The Hút tham quan hồ cá của anh The Hút mới được. Hello, xin chào Trey, em qua đây tham quan hồ cá của anh hả? Dạ, đúng rồi anh cho em tham quan hồ cá của anh với. À, tham quan hồ cá của anh á là em phải tốn tiền đó nha. Ủa, tốn nhiêu tiền vậy hả anh? 10.000 một lần xem đó em. 10.000 lần hả? Em không có tiền giờ sao ta? Em có viên kẹo hành tinh này nè. Anh coi coi, anh có thể đổi cho em một lần vào xem được không anh? Wow, kẹo hành tinh hả? Được rồi, để bây giờ anh thử ăn thử coi có ngon không. Nếu mà ngon á thì anh sẽ cho em vào xem nha. Kẹo hành tinh này nhìn cũng ngon đó. Đâu, xé ra coi bên trong này có gì không. Wow, cũng có mứt hả? Rồi, để anh ăn thử coi. Nhâm 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 nhâm. Wow, kẹo hành tinh này của em ngon đó Trey. Được rồi, bây giờ em vào tham quan hồ cá của anh đi. Wow, đã quá, được vào tham quan hồ cá rồi. Mấy bạn cá ơi, mấy bạn cá ơi. Ở nhà mình chơi toàn là cá đồ chơi không à. Còn ở đây á, mình được chơi với lại cá thiệt luôn. Đã quá nè. Mấy bạn cá bơi rất là khỏe luôn. Đã quá. Em cứ chơi đi, 5 phút là hết giờ đó nha em. Dạ, em biết rồi. Wow, cá bơi đẹp quá, cá bơi đẹp quá à.